Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 8 nhé mọi người nhé. Bài 8 của chúng ta sẽ có 8 chữ kanji đầu tiên. Thì là chữ đầu tiên là chữ gì ạ? Hưu này. Hưu trong nghỉ hưu, lương hưu hoặc là nghỉ này. Đó, và chúng ta cũng gì tẩu trong tẩu tẩu thoát chạy đấy. Khởi trong bắt đầu này, khởi sướng này hoặc là thức dậy này. Đó, và là chúng ta có bối này, mãi này, mại này, độc và thư. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những từ kanji này của bài 8 nhé mọi người nhé. Chắc Sensei sẽ bận đi kiếm chồng. Rồi, đầu tiên thì chúng ta đến với chữ hưu cho Sensei nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chữ hưu này. Các bạn lưu ý Sensei này, cái thằng hưu này nhá, đứng một mình thì nó sẽ không có nghĩa. Và nó phải đi với gì ạ? Hiragana hoặc là một chữ kanji còn lại để có nghĩa. Và cái thằng hưu này thường nó sẽ thể hiện cho cái nghĩa là nghỉ. Ví dụ nghỉ ngơi, nghỉ hưu, nghỉ giải lao hoặc là nghỉ luôn không làm nữa. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái chữ hưu này. Cuốn này tên là Kanji Look and Learn, 512 từ sơ cấp dành cho N5, N4 nhé mọi người nhé. Đấy chị ạ. Thì các bạn lưu ý chữ hưu đứng một mình không có nghĩa này. Và nó sẽ có hai cách đọc phổ thông, nó là gì ạ? Kyu hoặc là Yasu. Yasu này các bạn thấy quen không? Chúng ta học từ vựng trong ba bài mấy nhở? Bài 3 đúng không ta? Có từ Yasumi đấy, nghỉ đấy, các bạn nhớ chưa? Thì nó là cái thằng Yasumi, là cái thằng hưu này đây. Đó, thì các bạn nhớ xem xe nhá. Thì đầu tiên chúng ta đến với từ vựng mở rộng này. Chúng ta có gì ạ? Yasumu. Yasumu bản chất là gì? Yasumimasu. Động từ yasumimasu, nghỉ. Mọi người ạ, yasumimasu. Và người ta chia sang thể gì ạ? Thể từ điển, nên nó sẽ là yasumu. Thì sau này các bạn học chia thể thì các bạn sẽ biết. Thì nó có nghĩa là nghỉ này hoặc là vắng này. Đó. Và nội dung chủ yếu là nghỉ. Ví dụ bạn nghỉ học, nghỉ làm thì chúng ta sẽ dùng cái động từ yasumi, hoặc là nghỉ ngơi cũng là yasumi. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta có gì? Yasumi. Đây là giống như một danh từ. Được chưa ạ? Cái yasumu là động từ nhé mọi người nhé. Còn cái yasumi này thì nó là danh từ. Được chưa nhỉ? Và nó được gọi là ngày nghỉ. Được chưa? Ví dụ như là Kyo wa yasumi desu. Thì có nghĩa là gì? Ngày hôm nay là ngày nghỉ. Ngày hôm nay tôi nghỉ. Được chưa nhỉ? Hoặc là Kyo wa yasumimasu. Ngày hôm nay tôi nghỉ. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng cả động từ hoặc là danh từ thì đều được. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Natsu yasumi. Natsu này là mùa hè đây này, hạ này. Hạ hưu tức là nghỉ hè. Được chưa ạ? Thì chúng ta có gì? Natsu yasumi tức là nghỉ hè đây. Đó. Tiếp theo chúng ta có gì? Hiru yasumi. Hiru các bạn học rồi đúng không? Các bạn học kanji với sensei thì các bạn sẽ nhận ra cái chữ hiru này. Hiru này là gì ạ? Là buổi trưa. Các bạn còn nhớ không ạ? Asa hiru và yoru. Còn nhớ không? Chúng ta đã học kanji của ba từ đấy rồi. Thì chúng ta có gì? Hiru yasumi tức là gì ạ? Nghỉ trưa. Đó. Tiếp theo chúng ta có gì? Hưu nhật. Chúng ta nhìn chữ này chúng ta nhận ra ngay đúng không? Các bạn đã học kanji lúc L với CC sẽ nhận ra chữ này là gì ạ? Nhật đúng không? Nhật là ngày đấy. Được chưa? Và người ta đang ghi vào đây là gì ạ? Kyujitsu tức là ngày nghỉ. Được chưa? Kyujitsu là ngày nghỉ. Được chưa nhỉ? Thì đây là những cái từ mà thường gặp và mở rộng của cái chữ hưu này. Thì các bạn lưu ý cho sensei nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ hưu này. Theo đúng trình tự viết của sách giáo khoa thì chúng ta có nét đầu tiên. Đấy chưa ạ? Rồi nét thứ hai. Đó. Nét thứ ba thì các bạn nhìn cái bên này các bạn thấy giống chữ gì không ạ? Giống chữ gì? Chữ mộc ấy, có mọi người còn nhớ không? Cái cây đấy, đúng chưa? Và người ta đang thể hiện cho chúng ta là gì? Người đang dựa vào cái cây để nghỉ ngơi. Đó thì người ta sẽ viết trông nó sẽ giống như thế này. Thì cái nét đầu tiên thì chúng ta sẽ là nét này. Và nét tiếp theo thì chúng ta viết giống như viết chữ mộc. Chữ cây đấy mọi người ạ. Chúng ta đã học chữ mộc rồi đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có nét thứ ba này, được chưa? Nét thứ tư này, nét thứ năm và nét thứ sáu. Thì đây là chúng ta có chữ gì? Chữ hưu. Mọi người nhớ sensei nhá. Nhắc lại một lần nữa này, nhớ mặt chữ sensei đây là chữ hưu, mình không có nghĩa. Nó phải đi ghép với các chữ hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Nó có thể đọc là gì? Kyu hoặc là gì ạ? Yasu. Được chưa nhỉ? Xong chữ hưu nhá. Tiếp chúng ta đến chữ này, người ta gọi là chữ tẩu nhá mọi người nhá. Tẩu trong tẩu thoát này, tẩu tán này. Mọi người nghe có quen không ạ? Nó giống âm Hán Việt của chúng ta đấy. Nó giống như là tẩu thoát, tẩu toán, chạy. Được chưa? Tẩu. Đó, ý nghĩa của nó là chạy. Được chưa? Chừng nào tới từ vựng bài 8 trên C mà mới xong ngữ pháp bài 7. Nhưng mà CC muốn là cho các bạn làm một bài ôn tập ngữ pháp bài 7 đã. Sau đó thì chúng ta mới sang từ vựng bài 8. Bởi vì cái ngữ pháp bài 7 nó cũng hơi lằng ngoằng, sợ nếu mà không cho các bạn làm luyện tập các bạn quên mất thì học bài mới các bạn không nhớ được đâu nhá. Thì chữ tẩu này các bạn lưu ý sensei này, tẩu này đứng một mình cũng không có nghĩa. Phải đi với chữ kanji hoặc hiragana còn lại để trở thành một từ có nghĩa này. Và nó có thể đọc là gì ạ? So hoặc là hashi. Đấy chưa ạ? Thì các bạn lưu ý sensei, chúng ta có động từ đầu tiên này, hashiru. Bản chất của nó thể masu nó sẽ là hashirimasu. Nó là hashirimasu.
hashirimasu. Và nó chia sang động từ thể rự thì nó sẽ là hashiru mọi người nhá. Và nó có nghĩa là gì? Chạy này. Được chưa? Đó. Rồi chúng ta có gì ạ? Gochiso. Ngự trì tẩu ở đây gọi là tiệc. Gochiso là tiệc. Lần trước chúng ta học trong từ vựng của bài 7 ấy, mọi người có nhớ cái từ mà gochiso sama deshita không? Nhớ không nào? Thì chúng ta có mời người khác ăn thì chúng ta có gì? Itadakimasu, đúng chưa? Và khi mà ăn xong thì chúng ta sẽ nói là gì? Gochiso sama deshita. Và nó nằm trong cái thằng gochiso. Được chưa nhỉ? Rồi. Tẩu 3 là cái gì? CC không hiểu tẩu 3 nhá. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Chữ thoát với chữ tẩu này, người ta gọi là gì ạ? Datsô. Datsô, và đây người ta gọi là đảo ngũ. Được chưa? Datsô. Đó. Tiếp theo chúng ta có chữ đào và chữ tẩu này. Tosô. Tosô, đào tẩu hay còn gọi là trốn thoát. Được chưa ạ? Thì chúng ta có gì? Tosô này. Rồi tiếp chúng ta có hành tẩu là soko. Hành tẩu là cái gì nhỉ? Sensei cũng chưa rõ cái hành tẩu này là cái gì nhá. Hành này thì chúng ta đã học trong cái từ ikimasu rồi, đi rồi đúng không? Nhưng mà hành tẩu là gì nhỉ? Chạy đi à? Hay là gì? Cái này để sensei phải nghiên cứu lại nhá. Cái tosô này sensei cũng chưa rõ, lần đầu tiên sensei gặp cái này luôn. Rồi thì các bạn nhớ sensei nhá. Gà ủ muối bao nhiêu ạ? Sensei đâu có bán gà ủ muối. Rồi, chúng ta có gì? Tẩu, các bạn lưu ý nhá. Soko này nó sẽ là hành tẩu thì có thể là, nhưng mà nó sẽ thiên về việc là đi, nhưng mà đi lại chạy. Thì cái này sensei cũng chưa rõ vì trước giờ sensei chưa gặp cái từ này. Thì sau sensei phải tra lại, bởi vì nó ghi ở đây là hành tẩu nghe cũng hơi khó hiểu. Hành tẩu giang hồ. Rồi các bạn lưu ý cho sensei nhá. Thì chúng ta có gì? Tẩu, đấy chưa ạ? Tẩu trong chạy này, trốn chạy này. Và tẩu đứng một mình không có nghĩa. Nó phải đi với hiragana hóa kanji còn lại. Hành tẩu giang hồ à? Có thể là thế đấy. Vì cái này nó chắc là người Trung Quốc thì sẽ sử dụng nhiều hơn. Còn người Việt Nam mình có mấy khi nói hành tẩu đâu, đúng không? Mình chỉ nói hành tỏi thôi chứ còn hành tẩu thì chịu. Bây giờ ghi hành tỏi đây thì dễ hiểu, chứ hành tẩu thì sẽ chưa đi bộ đội gọi là đạt sô. Không phải, đây là đào ngũ mà. Rồi các bạn lưu ý trên xe nhá. Thì chúng ta có chữ tẩu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ tẩu nhá mọi người nhá. Thì cái chữ tẩu thì bên trên chúng ta thấy nó giống với chữ thổ đúng không mọi người? Mùa hành tâm. Đúng rồi, có cả YouTube và TikTok nhá. Rồi thì chúng ta có chữ này là chữ thổ đấy, mọi người có nhận không ạ? Chữ thổ đấy. Được chưa? Thì cái bên trên chúng ta viết giống như chữ thổ. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có chữ tẩu. Thì đầu tiên này các bạn nhìn nét đầu tiên này, nét thứ hai này và nét thứ ba chúng ta viết giống như chữ thổ thôi. Được chưa ạ? Tiếp nét thứ tư này đi xuống dưới, nét thứ năm chẽ sang đây. Được chưa ạ? Nét thứ sáu và nét thứ bảy thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ tẩu nhá. Các bạn lưu ý sensei nhá, chữ tẩu đứng một mình không có nghĩa và phải đi với hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Và thường nó hay xuất hiện trong động từ gì ạ? Hashirimasu, chạy nhá. Mọi người học lên thì mọi người sẽ gặp cái động từ hashirimasu là chạy. Nhớ sensei nhá. Ok, thì chúng ta vừa xong chữ hưu và chữ tẩu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ khởi. Khởi trong khởi đầu này, khởi trong bắt đầu thức dậy thì đều là cái chữ khởi này. Được chưa? Thì bây giờ các bạn thấy cái chữ tẩu quen không? Chúng ta đã bắt đầu có chữ tẩu ở đằng trước rồi này, đúng không? Chúng ta vừa học chữ tẩu xong mà bây giờ đằng sau của nó thêm cái bộ này nữa là nó sẽ trở thành chữ khởi. Kênh là tiếng Nhật không khó nhé bạn nhá. Sách này sensei có bán nhá, sensei bán giáo trình từ N5 đến N1 và tất cả các sách, thì sensei sẽ dành khoảng 30 giây để quảng cáo cho những bạn nào mà chưa biết nhá. Sách này là sách Kanji Look and Learn mọi người ạ, 512 từ tiếng Nhật cơ bản dành cho N5 và N4. Thì là những bạn lần đầu tiên xem live của sensei thì có thể follow kênh, ấn hai lần vào phần thông tin kênh sẽ ra đường link tại phần tiểu sử kênh top của sensei. Thì tại cái đường link tiểu sử đấy thì sẽ có một cái đường link dẫn vào nhóm. Nhóm đấy thì sẽ có gì ạ? Thông báo lịch live này, đăng lại các clip đã like này và thông báo bài tập ở trên đấy. Và nhóm hoàn toàn miễn phí nhé mọi người nhé. Mọi người chỉ cần vào cái link đấy là mọi người sẽ vào được nhóm. Được chưa ạ? Thì mọi người vào nhóm đấy để học giúp sensei nhé. Và sensei bán giáo trình từ N5 đến N1. Các bạn cần giáo trình nào hoặc sách bổ trợ cho cái kiến thức nào thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho sensei trên top để sensei hỗ trợ. Được chưa nào? Hoặc nếu các bạn làm theo hướng dẫn mà không được thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp vào top hoặc là comment vào một clip đó ở trên kênh. Với nội dung mà bạn muốn sensei hỗ trợ, ví dụ sensei hỗ trợ em vào nhóm, sensei hỗ trợ tư vấn em giáo trình chẳng hạn, thì các bạn là cứ làm theo như thế cho sensei nhé.
Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với chữ khởi này, khởi trong khởi đầu, khởi trong bắt đầu này, khởi xướng này. Đó. Thì các bạn lưu ý cho xem cái chữ khởi này nhá. Thì nó sẽ đứng một mình không có nghĩa và nó sẽ phải đi với hiragana hoặc kanji còn lại, thường nó có thể đọc là ki hoặc là o. Đó, và cái động từ mà xuất hiện nhiều nhất đó là động từ okimasu. Các bạn học ở trong hình như bài 5 đúng không? Chúng ta đã có động từ okimasu rồi đúng không? Thức dậy. Đó, và cái thằng okimasu này khi mà chuyển sang thể rự nó sẽ trở thành okiru. Sau này các bạn học thể rự thì các bạn sẽ biết được chưa nhỉ? Nó nghĩa là đức thức dậy này. Đó, và tiếp theo thì chúng ta có động từ là gì ạ? Okosu. Okosu là đánh thức ai đó dậy. Được chưa? Ví dụ như okiru là bạn tự dậy này, còn okosu là bạn đánh thức người ta dậy. Nó thì nó cũng đều sử dụng cái chữ khởi này. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Okoru. Okoru ở đây là tiến hành. À, okoru tiến hành. Đó thì các bạn bắt đầu thấy cho sensei là cùng một cái chữ kanji khởi nhưng nó đang xuất hiện thành ba động từ rồi. Được chưa nhỉ? Ba động từ. Thì sau này các bạn sẽ học ba động từ liên quan đến chữ khởi này sau nhá. Đó thì chúng ta phải phân biệt được này. Rồi tiếp theo chúng ta có gì? Kiritsu suru. À, kiritsu suru đây là chữ khởi và chữ lập. Chữ lập này lần trước chúng ta học rồi đây. Lập trong từ đứng này ạ. Thì người ta gọi là đứng lên. Kiritsu. Thì thường thì ví dụ như là các bạn bạn nào mà đi thực tập sinh hoặc là du học sinh mà học trong mấy cái trung tâm đào tạo tiếng Nhật ý, thì người ta sẽ yêu cầu các bạn phải tập luyện tác phong rồi các thứ, xong rồi lớp trưởng đứng lên hô là cả lớp đứng dậy thì lớp trưởng sẽ đọc là kiritsu đấy, kiểu kiểu thế. Thì các bạn sẽ biết cái từ này kiritsu, đứng lên, kiểu thế, ra lệnh cho cả lớp. Được chưa nhỉ? Thường hay hô khẩu hiệu. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Kisho là báo thức. Được chưa ạ? Kisho báo thức. Kisho báo thức. Rồi tiếp chúng ta có gì? Kigen đây là khởi và nguyên. Nó có nghĩa là nguồn gốc đây. Nguồn gốc, nguồn cội, nó gọi là kigen này. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Chữ này là chữ khởi và đây là chữ nghiệp. Đó, nó sẽ đọc là gì ạ? Kigyo suru, tức là khởi nghiệp đây. Kigyo suru, khởi nghiệp. Xin sẽ hỗ trợ em vào nhóm với ạ. Em follow kênh ấn 2 lần vào phần thông tin kênh sẽ có đường link vào nhóm nhé. Đấy chứ ạ, còn bạn nào mà làm theo hướng dẫn mà không được thì các bạn có thể kết bạn với sensei vào cái số giá lồ này. Đây. Các bạn có thể kết bạn số giá lồ này nhé. Sau đó thì các bạn nhắn cho sensei là sensei hỗ trợ em vào nhóm. Thì cứ kết bạn giá lồ đi. Sau đó thì sensei like xong thì sensei sẽ add các bạn vào nhóm nhé. Nếu các bạn làm theo hướng dẫn giúp sensei nhé. Các bạn follow kênh giúp sensei thì mỗi lần sensei like thì nó cũng sẽ nhảy thông báo lên top top của các bạn. Nhóm này là nhóm giá lồ nhá, ZL nhá. Nhóm ZL nhá. Sensei không dám nói tên kênh truyền thông thứ ba ra đây bởi vì nó sẽ khóa like của sensei. Rồi các bạn hãy hướng dẫn giúp sensei nhá. Đó thì chúng ta vừa có chữ gì? Chữ khởi. Các bạn lưu ý sensei nhá, khởi trong thức dậy này, đánh thức ai đó này, được chưa? Khởi nghiệp, khởi xướng hay là khởi nguyên nguồn gốc. Được chưa nhỉ? Và đứng một mình không có nghĩa mà bắt buộc phải đi với hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Cái chữ khởi này thì cái nửa nét đầu tiên của nó đã giống chữ tẩu rồi đúng không? Tẩu trong tẩu thoát, tẩu chạy lúc nãy chúng ta vừa mới học xong. Thì cách viết thì bây giờ chúng ta sẽ viết chữ tẩu trước đúng không? Thì cách viết chữ tẩu thì chúng ta vừa mới viết rồi. Đây, nhưng mà cái này chúng ta viết dài ra hơn một tí. Được chưa ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái nét bên cạnh này. Đó, thứ nhất này. Được chưa ạ? Thứ hai này. Được chưa ạ? Và thứ ba này thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ khởi. Các bạn lưu ý nhé, chữ khởi. Và thường xuất hiện trong động từ okimasu, thức dậy. Đó, nó xuất hiện trong hình như là từ vựng của bài 4 rồi đấy. Okimasu, thức dậy. Rồi, sau chữ khởi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ bối. Bối này là ngao sò ốc hến ấy. Những cái con mà ngao sò ốc hến thì nó đều sử dụng cái này. Ngao sò ốc hến này này. Thì cái thằng này đứng một mình nó sẽ có nghĩa nhá mọi người nhá. Và nó sẽ chỉ có cách đọc duy nhất là kai thôi. Đó. Kai này thì nó sẽ thể hiện là ốc chung chung. Tức là những cái con liên quan đến giống con ốc, con ngao, con hến. Thì người ta đều có thể dùng chữ kai này để thể hiện chung chung. Đó. Đây, số đây mọi người nhá. Xem lại số đây. Số đây. Các bạn kết bạn nhanh lên cho sensei nhá. 30 giây nhá. Ví dụ như sau này các bạn sẽ học nấm chẳng hạn. Thì cách gọi chung chung nấm sẽ là kinoko, đúng không? Cách gọi chung chung của cá thì sẽ là gì? Sakana, đúng không? Cách gọi chung chung của rau thì là gì? Yasai. Nhưng mà tùy từng loại cá khác nhau thì có tên khác nhau. Tùy từng rau khác nhau có tên khác nhau. Tùy từng nấm khác nhau có tên nấm khác nhau. Thì cái thằng kai này cũng thế. Nó sẽ là một cái tên chung dành cho con ốc. Đó, những cái con ngao gió ốc hến thì người ta đều gọi là kai hết. Còn khi mà chúng ta vào tùy từng con thì nó sẽ có tên riêng khác nhau. Thì người ta sẽ có cách đọc khác nhau. Đó, thì các bạn lưu ý sensei nhé. Thì chúng ta có gì? Kai,
Đấy chưa ạ? Nhìn chữ cai này giống cái gì ạ? Cái mắt đây, mê đây, mọi người còn nhớ không? Chúng ta đã học mê mục, còn nhớ không ạ? Mục là mắt, đấy, đọc là mê. Và bây giờ đôi mắt có thêm hai cái cẳng thì sẽ trở thành ngao xó khến. Đấy chưa nhỉ? Thì các bạn lưu ý sensei chúng ta có gì? Bối nhá. Rồi đứng một mình nó sẽ đọc là gì ạ? Cai, có nghĩa là sò hoặc ốc này. Được chưa ạ? Và chúng ta có gì? Kai gara, bối xác, người ta gọi là vỏ sò này. Kai gara nhé mọi người nhé. Và chúng ta có gì? Makigai này, ốc sên. Makigai, ốc sên. Ốc sên thì nó còn có cách gọi khác nữa cơ. Ốc sên còn một cách gọi khác là gì nhỉ? Tự nhiên sensei quên nhỉ? Katatsumuri, đúng rồi. Katatsumuri thì phải. Katatsumuri, sò này. Rồi tiếp chúng ta có ốc sên là gì? Makigai này. Rồi tiếp theo này chúng ta có chế tác vỏ sò thì chúng ta có gì ạ? Kai, dai, cự. Được chưa? Đây là kai, đây là dai, đây là cự. Được chưa? Kai, dai, cự. Được, chế tác vỏ sò. Thì những cái này thì là những cái từ khá là phức tạp, thì đôi khi là các bạn cũng không dùng đến đâu. Thì các bạn không nhất thiết phải nhớ. Nó chỉ là những cái từ vựng để khai triển, để các bạn có biết thêm thôi nhá. Sensei đâu có chặn người lạ đâu. Các bạn vẫn nhắn tin cho sensei được bình thường mà. Các bạn cứ kết bạn lại đi nhá. Thì các bạn lưu ý sensei đây là chữ bối này. Được chưa? Cai này, sò ốc này. Và cách viết của chữ bối thì đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ mục trước. Mục mê. Đấy chưa? Nhóm giá lầu nhá mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ có nét thứ nhất này. Được chưa? Nét thứ hai. Chưa nào? Nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Được chưa? Nét thứ sáu và nét thứ bảy. Đó, thì chúng ta có chữ bối. Được chưa? Ngao xó khến gọi là cai. Đấy chưa nhỉ? Người ta muốn chúng ta học chữ bối là bởi vì chữ tiếp theo của chúng ta liên quan đến chữ bối. Đó, chữ này là chữ mãi. Mãi, mãi ở đây trong mua đấy mọi người. Kiểu thương mại, mãi mua đấy. Đó, thì cái chữ mãi này chúng ta thấy ở bên dưới có chữ gì? Chữ bối, đúng không nào? Và bên trên thì chúng ta có thêm cái này nữa thôi. Đó, thì nó sẽ là chữ mãi. Sách này sensei có bán nhé. Bạn nào cần mua sách có thể nhắn tin trực tiếp cho sensei, hoặc là comment vào phần kênh Top Top, nhắn là sensei hỗ trợ em mua sách, hay là nhắn tin vào Top Top là được nhé. Rồi chúng ta có chữ này là chữ mãi này. Mọi người lưu ý này, chữ mãi đứng một mình không có nghĩa nhé, mà phải đi với hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Các bạn lưu ý sensei. Và nó sẽ có cách đọc là bai hoặc là ka. Tùy từng trường hợp khác nhau thì nó sẽ có cách đọc khác nhau. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp này, các bạn lưu ý này, chúng ta có động từ kau. Kau bản chất của nó là kaimasu nhé mọi người nhá. Kaimasu. Đó, là mua. Được chưa ạ? Và khi mà chuyển sang động từ thể rự thì nó sẽ là kau. Đó, nó là mua đây. Đó. Rồi chúng ta có gì? Kaimono. Đấy, mãi vật hay còn gọi là mua sắm. Đó, đây là một danh từ. Kaimono, mua sắm. Rồi tiếp này, chúng ta có gì? Kaishimeru. Là mua toàn bộ. Được chưa ạ? Thì sau này các bạn học lên cao thì các bạn sẽ biết cái shimeru là đóng này, và kaishimeru là mua toàn bộ. Được chưa? Và chúng ta có bai bai. Bai bai là mãi mãi, ở đây có nghĩa là mua bán này. Bai bai này. Đó. Rồi tiếp chúng ta có thêm một chữ này nữa là chữ gì đây ạ? Bai shiu. Bai shiu suru. Đây cũng là một động từ, tức là mua lại. Bai shiu suru là mua lại. Đó, hoặc là chúng ta có kai te. Đó, kai te là người mua. Được chưa ạ? Kai te là người mua. Đó, thì các bạn nhớ sensei cái chữ mãi này. Cái chữ mãi này thì đứng một mình không có nghĩa, phải đi với hiragana hoặc kanji còn lại nhá mọi người nhá. Và lưu ý cho sensei là nó thường xuất hiện ở động từ kaimasu, mua, ở dựa, hoặc là kaimono. Đó, đây là hai cái động từ mà các bạn sẽ gặp nhiều nhất khi các bạn học N5 và N4. Đó, kaimasu, mua, đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ mãi này. Bên dưới thì nó đã là giống chữ bối rồi đúng không? Ngao xó khến rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ cần thêm cái thằng bên trên này thôi. Thằng bên trên thì chúng ta có nét đầu tiên này, nét thứ hai này, được chưa ạ? Nét thứ ba, nét thứ tư và nét thứ năm. Đó, chia ra thành ba cái ô như thế. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ viết chữ bối ở bên dưới. Thì đầu tiên bối sẽ kết hợp bằng chữ mục thôi, và thêm hai chân, đúng chưa nhỉ? Chữ sensei hơi xấu một tí. Đó, thì chúng ta có chữ này là chữ mãi. Đấy chưa nhỉ? Bây giờ sensei sẽ ghi lại những chữ mà chúng ta đã học lại like từ nãy đến giờ. Và các bạn comment ở sensei xem các bạn nhớ mặt chữ rồi nhá. Chúng ta có chữ này là chữ gì nào? Chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ gì nào? Chúng ta vừa mới like từ nãy tới giờ. Chữ gì đây mọi người? Comment cho CC nào. Hưu, đúng rồi. Đây là chữ hưu.
Who trong nghỉ đấy thường xuất hiện trong động từ gì? Yasumimasu. Được chưa nhỉ? Rồi xong chữ who thì chúng ta đến với chữ này là chữ gì nhỉ? Dưới chữ who là chữ gì mọi người? Dưới chữ who là chữ gì? Dưới chữ who. Đúng rồi, chữ này là chữ tẩu. Và thường xuất hiện trong động từ hashirimasu. Được chưa nhỉ? Thường xuất hiện trong động từ gì ạ? Hashirimasu. Hashirimasu. Rồi, xong chữ tẩu rồi thì bây giờ chúng ta có chữ gì ở bên dưới chữ tẩu nào? Bên dưới chữ tẩu là chữ gì mọi người nhỉ? Bên dưới chữ tẩu là chữ gì nào? Khởi, rồi đúng rồi, khởi. Và nó thường xuất hiện trong động từ okimasu, thức dậy. Đó, những cái mà các bạn sẽ học gần nhất. Okimasu. Thế chưa nhỉ? Và tiếp theo dưới khởi thì chúng ta có chữ này là chữ gì nhỉ? Dưới khởi thì chúng ta có gì nào? Khởi chúng ta có gì? Bối, đúng rồi. Ngao só ốc hến. Bối. Và nó sẽ đọc là khai. Thế chưa nhỉ? Ngao só ốc hến. Rồi cuối cùng dưới bối thì chúng ta có gì nào? Dưới bối chúng ta có gì? Mãi, rồi đúng rồi. Và thường nó xuất hiện trong động từ kaimasu. Được chưa ạ? Mua. Thằng mãi này thường xuất hiện trong động từ gì ạ? Kaimasu là mua. Được chưa nào? Ok, vậy là chúng ta xong 4 từ, 5 từ rồi đấy. 5 từ chứ không phải 4 đâu. Rồi, xong 5 từ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo nhé mọi người nhé. Rồi, sau mãi thì chúng ta sẽ đến với mãi. Được chưa ạ? Mãi là mua thì mãi sẽ là bán. Các bạn lưu ý xem nhé. Nếu mãi là mua thì mại sẽ là bán. Đó, bán trong thương mại đấy. Được chưa ạ? Và cái thằng mại này thì nó đứng một mình cũng không có nghĩa, mà nó sẽ phải ghép với từ hiragana hoặc kanji còn lại. Và nó có thể đọc là bay hoặc là ư. Được chưa nhỉ? Và cái thằng này thường xuất hiện nhiều nhất trong động từ urimasu. Urimasu, bán. Sau này các bạn sẽ học urimasu là bán. Và khi nó chia sang động từ thể rự thì nó sẽ được đọc là uru. Đó, bán đây. Được chưa ạ? Tiếp chúng ta có bán chạy thì nó sẽ là ureru. Đây cũng là một động từ nhé mọi người nhé. Đây cũng là một động từ, bán chạy. Rồi tiếp chúng ta có gì ạ? Urikireru. Kireru này. Đấy, là được bán ra hay là gọi là bán hết nhé. Cái urikireru này có nghĩa là bán hết ấy. Bán hết, bán sạch luôn. Urikireru. Được chưa nhỉ? Sách mua ở đâu vậy? CC có bán nhé mọi người nhé. CC có bán nhé. Các bạn có thể nhắn tin cho CC nhé. Tiếp chúng ta có gì? Udiba. Ba này là cái trường đây, lần trước chúng ta học rồi đúng không? Đó, thì Udiba, đúng chưa nhở? Thì nó sẽ được gọi là cửa hàng hoặc là quầy bán. Được chưa ạ? Và chúng ta có gì ạ? Bai tên. Các bạn còn nhớ chữ tên này là chữ điếm đúng không? Lần trước chúng ta học trong bài 7 thì có chữ tên này là chữ điếm, đúng không? Mise đấy. CC bán ở Việt Nam nhá. CC không dạy bộ thủ mọi người ạ. Thì cái thằng bai tên này thì đây là chữ điếm trong từ mise đây. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta gọi là gì? Cửa hàng. Được chưa? Bai tên là cửa hàng. Mise. Được chưa nhỉ? Bai tên hay là mise thì nghĩa nó cũng tương đương nhau nhá. Nó đều là cửa hàng bán cả. Rồi tiếp theo chúng ta có gì đây ạ? Zido Hanbaiki. Máy bán hàng tự động. Ki này trong từ máy đây này. Bai này là bán đây này. Hanbai là gì ạ? Bán mại đây. Zido là tự động. Zido Hanbaiki là máy bán hàng tự động. Rồi chúng ta có gì ạ? O Uridashi. Chữ này là chữ đại đây đúng không? Lần trước chúng ta học chữ đại rồi mọi người còn nhớ không ạ? O Uridashi tức là đại hạ giá. Được chưa? Và chúng ta có gì ạ? Sobai là thương mại. Đây, Sobai đây là chữ thương và chữ mại. Nó cũng có nghĩa là thương mại luôn. Bên Nhật thì CC cũng không rõ là trên ở bên Nhật họ có bán hay không. Chứ CC thì hiện CC đang ở Việt Nam nên CC không thể hỗ trợ ship bên Nhật được mọi người nhá. Mọi người có thể tìm một vài cái fanpage hoặc là những cái... À chết chết rồi, để nói fanpage thôi. Một vài kênh người ta bán ở bên đấy thì các bạn có thể tìm mua nhé. Rồi thì chúng ta có chữ này là chữ mại này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ mại nhé mọi người nhé. Nhớ chữ mại sensei là đứng mà mình không có nghĩa, phải đi với hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa này. Chữ mại thì chúng ta có nét đầu tiên này. Trời ơi xe đi lại ồn quá. Nét thứ hai và nét thứ ba này. Được chưa ạ? Nét thứ tư, nét thứ năm này. Và bên dưới thì chúng ta sẽ có như này nữa là xong. Chúng ta sẽ có chữ này là chữ mại. Được nhá. Chữ mại, urimasu, bán. Được chưa?
Rồi, chúng ta đã xong gì rồi? Hưu này, tổng này, khởi này, bối này, mãi này, mại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đọc và thư, là chúng ta sẽ kết thúc cái nội dung của buổi live stream ngày hôm nay. Thì chúng ta lưu ý cho sensei này, độc, độc ở đây không phải độc tố hay độc dược đâu nhá. Độc ở đây là độc giả ấy. Các bạn ạ, độc giả, đọc. Được chưa ạ, người đọc. Được chưa? Thì độc ở đây có nghĩa là đọc. Và cái thằng đọc này các bạn lưu ý cho sensei này, nó sẽ không có nghĩa khi đứng một mình, mà phải đi với gì? Hiragana hoặc kanji còn lại thì mới trở thành một từ có nghĩa. Viết bút mực vào sách khó chịu thế nhỉ. Hôm nay sensei không mang bút chì đi nên sensei phải viết bút mực. Thường thì sensei thấy viết vào thì bình thường mà, sách học thì phải viết vào chứ. Các bạn học các bạn không viết à? Thường thì sách nào sensei học sensei cũng viết đầy ra đấy. Chứ chả ai học mà xong để sách mới tinh cả. Mình đâu có mục đích là bán lại sách đâu mà, đúng không? Mình học thì mình cứ viết vào thôi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chữ ngôn đây này mọi người này, đúng không? Đến trước chúng ta học chữ ngôn đúng không? Trong động từ nói imas đúng không? Ngôn trong ngôn từ. Và bây giờ chúng ta đằng sau ngôn thì có gì? Có mại đúng không? Tức là chúng ta đang gì đấy ạ? Lời nói và bán đi, được chưa? Thành chữ độc, được chưa ạ? Thì hai cái chữ kanji này chúng ta đã học hết rồi. Chữ này chữ ngôn và đây là chữ mại, được chưa nhỉ? Thì nó sẽ trở thành chữ độc khi mà ghép lại với nhau. Đó. Thì các bạn lưu ý sensei này, thì chúng ta sẽ không có cách đọc khi nó đứng một mình nhá. Nó phải ghép với các chữ còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Thì nó có thể đọc là gì? Đô cự này, tô này, tô cự hoặc là yô, tùy từng trường hợp nhá. Thì thường nó sẽ xuất hiện nhiều nhất trong động từ yomimasu. Yomimasu, đọc. Được chưa? Yomimasu, đọc. Và khi nó chuyển thành thể rự thì nó sẽ trở thành yomu. Yomimasu sẽ chuyển thành yomu, có nghĩa là đọc. Đây là một động từ nhá. Được chưa mọi người ạ? Tiếp chúng ta có gì? Yomimono, tài liệu đọc. Đấy, tức là những cái tài liệu sử dụng để đọc thì người ta đều gọi là yomimono. Ví dụ sách để đọc, vở để đọc, tạp chí để đọc thì người ta đều gọi là yomimono hết, vì nó là những cái tài liệu để chúng ta đọc, được chưa nhỉ? Và chúng ta có gì ạ? Dokuso, đọc sách. Đây là một danh từ, được chưa? Dokuso, đọc sách. Và chúng ta có gì? Dokusa, độc giả, đây là người đọc. Dokusa, được chưa nhỉ? Và chúng ta có gì? Kutoten, kutoten tức là dấu chấm câu, được chưa? Kutoten, dấu chấm câu, được chưa? Trời ơi, ô tô ồn quá. Tiếp chúng ta có gì ạ? Ai dokuso, dokuso lúc nãy chúng ta gặp đây đúng không? Dokuso là việc đọc đấy, đúng không nhỉ? Và bây giờ người ta thêm chữ ái vào đây, ái trong yêu thích, ái trong yêu, trong thích. Thế bây giờ là ái độc thư là ai dokuso, tức là cuốn sách mà chúng ta yêu thích. Các bạn lưu ý sensei nhá. Đó, thì cái chữ đọc có nghĩa là đọc. Kanji xong nhớ nổi, học nhiều thì sẽ nhớ thôi. Các bạn nhá, học nhiều thì sẽ nhớ. Còn bạn mà nghĩ là không nhớ nổi thì không bao giờ bạn nhớ được. Đấy, thế thôi. Bạn nghĩ bạn không làm được thì không bao giờ bạn làm được. Còn bạn nghĩ là bạn sẽ làm được thì bạn làm dần dần sẽ được. Rất đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ đến với chữ đọc cho sensei nhá. Đứng một mình không có nghĩa. Phải đi với hiragana hoặc kanji còn lại. Sensei trước học ở bên Nhật vậy ạ? Không, sensei cũng xuất thân là người Việt Nam và học ở Việt Nam, sau đó sang Nhật làm việc rồi về nước thôi. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với chữ đọc cho sensei nhá. Thì đầu tiên thì chúng ta viết cái bộ ngôn trước, cái chữ ngôn trước, đúng không? Chúng ta đã học ngôn rồi trong imas, nói, đúng không? Đó, ngôn thì bây giờ chúng ta đến với mại, đúng không? Mại thì chúng ta vừa mới học xong rồi, đúng không? À đây, nét đầu tiên đây, nét thứ hai, nét thứ ba, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ đọc trong đọc, được chưa nhỉ? CC hôm nay không bán Doraemon hả CC? CC á, hôm nay CC đang ở trên Hà Nội, không ở Thái Bình, nên là CC hôm nay không đi hỗ trợ mẹ dọn hàng. Nhưng mà thứ tư thì CC lại về Thái Bình rồi. Làm sao để phân biệt ôn với cưng ạ? Ôn với cưng phân biệt làm gì cho đau đầu? Tự nhiên phải nhớ máy móc. Mỗi người có một cách học khác nhau. Theo cách học của CC thì CC không học ôn học cưng. CC sẽ học luôn cái từ vựng mà liên quan đến cái từ đấy nhá. Bởi vì ôn cưng thì nó sẽ không có quy tắc nhất định đâu. Lúc thì nó bảo mình ôn sử dụng cho trường hợp này, cưng sử dụng trong trường hợp này, nhưng có những từ nó dùng không đúng theo quy tắc. Nên là học lòng hoàng ôn cưng thì sẽ làm cho mình phải nhớ thêm quá nhiều thứ, nên CC không thích học ôn cưng. Sách này CC bán là 86.000 một quyển nhé mọi người nhá. Có cả quyển bài tập áp dụng nữa cơ. Rồi, chúng ta đã xong chữ đọc rồi mọi người nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ cuối cùng này, chữ thư này, nhìn thôi lòng hoàng này. Được chưa ạ? Chữ thư thì nhìn thấy ở bên dưới có chữ giống chữ gì? Chữ Nhật, đúng không? Đó. Thư trong gì? Thư pháp đấy, đúng không?
Thì chúng ta có trong bài 7 chúng ta học động từ viết rồi đúng không? Kakimasu đúng không? Thì cái thằng thư này nó cũng nằm trong cái động từ đấy. Viết. Được chưa? Thì các bạn lưu ý xem nhá, đứng một mình không có nghĩa này, phải đi với hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Thì nó có thể đọc là gì? Sho hoặc là ka hoặc là ga. Thì vừa nãy các bạn thấy chỗ này chúng ta có gì? Dokuso đúng không? Đấy, độc thư đây, nó là chữ thư này đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ thư này. Các bạn lưu ý sensei. Thì cái chữ thư này nó xuất hiện nhiều nhất trong động từ kakimasu. Viết. Trong bài 7 đấy các bạn học kakimasu đấy. Và khi mà nó chia sang động từ thể rự thì nó sẽ trở thành kaku. Các bạn lưu ý nhé, bản chất kakimasu và kaku nó đều là một thôi. Nó là một động từ nhưng nó đang chia thể khác nhau. Và nó được gọi là viết. Được chưa nhỉ? Dấu tam giác đầu là ôn hay cưng vậy sensei? Dấu tam giác đầu là ôn hay cưng vậy sensei? Sensei còn để xem cái sách này nó sẽ phân biệt đâu là ôn đâu là cưng. Vì sensei không để ý đến ôn cưng nên sensei cũng không để ý xem nó trình tự nó như nào. Có những bạn thì thích học theo bộ thủ bộ nọ bộ kia, sensei không thích học theo bộ thủ. Sensei cũng không học theo ôn cưng. Xem là sách này nó không có giải thích nó không có giải thích cách trình bày của nó. Tôi chỉ học theo cái cách mà tôi cảm thấy dễ nhớ nhất. Đây gì đây, phần 1 chữ Hán hoặc từ vựng chứa chữ Hán này, cách đọc đặt trong dấu ngoặc đơn được viết dưới dạng hiragana nếu trong phần từ vựng chữ Hán Việt nghĩa tiếng Việt. Nó cũng chả phân biệt đâu là ôn cưng mọi người ạ. Các bạn có thể vào di đích các bạn gõ xem cái chữ đấy ra xem là nó ghi ôn cưng là gì. Ừ đấy, bạn nào nhắc tam giác đầu là ôn ấy thì chắc là ôn ấy. Đây đây. Ôn, còn cái này là bên dưới là cưng. Vì CC cũng không phân biệt ôn cưng ấy, nên là CC cũng không để ý. Học hết cuốn này xóa mù kanji. Bởi vì học ôn cưng nó cũng chả giải quyết được cái gì đâu mọi người ạ. Bây giờ tự nhiên các bạn phải nhớ ba cái này. Xong rồi các bạn chả biết lúc nào dùng cái này, lúc nào dùng cái này, lúc nào dùng cái này, lúc nào dùng cái này. Thì thành ra bạn đang phải nhớ quá nhiều thứ. Trong khi bạn không được thực hành nhiều thì bạn sẽ quên. Thế là thay vì nhớ quá nhiều thứ, chúng ta sẽ nhớ những cái mà chúng ta cần thiết nhất. Và dần dần thì chúng ta sẽ quen với mặt chữ. Thì khi chúng ta khai triển lên thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ nhá. Chứ không đấy là cách học của sensei thôi. Còn tùy mỗi bạn có một cách học khác nhau. Các bạn thấy học theo bộ thì các bạn thấy thú vị hơn, hoặc là phải nhớ thế nào là ôn, thế nào là cưng. Mà sensei cứ học kiểu này sensei thấy dễ nhớ hơn. Nếu sensei thích học kiểu học đến đâu xáo luôn đến đấy cơ. Học phải áp dụng được, chứ còn học xong tần để máy móc xong cuối cùng không áp dụng được thì mất thời gian lắm. Học quá tải xong rồi không áp dụng được thì phí lắm. Rồi tiếp theo chúng ta đến với thư nhá. Đang giảng ở đâu nhỉ? Kakimasu đúng không? Chuyển thành gì? Kaku. Tiếp này, trong từ vựng bài 2 đúng không nhỉ? Chúng ta có gì? Tosokang, đồ thư quán là thư viện đúng không? Thì bây giờ tự nhiên các bạn đã gặp chữ thư này ở đây này. Đây là chữ đồ thư quán đây này. Thì chúng ta gặp chữ thư đây, các bạn nhớ xem từ vựng bài 2 chúng ta từng có Tosokang. Đấy chưa nhỉ? Một ngày viết mấy trăm lần mới nhớ được một từ. Không nhất thiết phải viết nhiều đâu bạn ạ. Theo cách học của CC thì không nhất thiết là phải viết nhiều. Nhìn nhiều cũng nhớ. Thay vì viết nhiều thì nhìn nhiều thì cũng sẽ nhớ được. Bởi vì đôi khi các bạn sẽ hay bị như này này. Giống như kiểu ngày xưa mình đi học với cô giáo cứ bắt chép phạt đi. Các bạn cứ ngồi các bạn viết một đống ra, xong cuối cùng nó chỉ viết theo quen tay thôi, chứ đầu chả nhớ gì thì cũng không hiệu quả. Nên là CC thích nhìn nhiều hơn. Ví dụ như kiểu bạn học xong rồi bạn tìm những cái quyển sách mà thường xuất hiện những cái từ đấy, xong bạn đọc, hoặc là bạn cứ có một cái cách học này rất là thú vị nhá. Ai bắt bạn phải viết đâu. Học thuộc nhưng không viết được, không cần phải viết đâu mọi người. Kanji đâu nhất thiết các bạn phải viết đâu. Sau này các bạn chỉ cần nhìn chữ kanji đấy các bạn đọc được là được. Và sau này các bạn sang Nhật để ý mà xem, các bạn sẽ đa số là đánh máy hoặc là các thứ thì các bạn đều không hay viết tay đâu. Sẽ thấy có mấy ai viết tay kanji đâu. Ví dụ chữ thư nó đứng ở giữa hoặc sau thì viết.
thì nó là cân, còn đứng đầu thường là ôn. Rồi ok, tùy các bạn thôi, các bạn học kiểu gì cũng được. CC thì CC thích học theo cái kiểu đến đâu sang đấy. Thì ví dụ như thế này nhé, các bạn có thể học cái chữ này, chữ này chữ thư, được chưa? Và các bạn kiếm một cái quyển nào mà sách tiếng Nhật ấy, bạn dở tất cả các trang, bạn cứ tìm tất cả những cái từ ở trong cái trang đấy xem chữ nào là chữ thư. Thì đấy là một cách để bạn nhớ chữ rất là nhanh, nhớ mặt chữ cực nhanh luôn. Đấy, thì đấy là một cách để bạn đi tìm mặt chữ. Giống như kiểu là tôi cho bạn một cái hình A, và bây giờ tôi cho bạn một đống lộn xộn rất nhiều hình. Bạn tìm cho tôi tất cả những cái hình nào giống hình A. Thì là dần dần bạn tìm được càng nhiều hình A thì bạn nhớ cái hình đấy càng lâu hơn. Bởi vì học chữ Hán nó giống như học tượng hình mà. Nên là đấy là cách học mà CC thấy khá là thú vị. Đó là bạn học một chữ xong rồi bạn mở quyển sách toàn chữ tiếng Nhật ra, bạn tìm cho tôi xem là chỗ nào có cái chữ đấy bạn khoanh vào. Đấy, thế là bạn sẽ nhớ mặt chữ rất là nhanh. Thay vì việc bạn cứ ngồi bạn viết 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 viết. Không học ôn cưng thì đọc được những từ vựng đã biết thôi, gặp những chữ cái lạ là tịt rồi, không đọc được. Ừ, tùy thôi, bởi vì thường nhá, các bạn học ôn cưng đúng không? Thì bạn học nhìn từ mới bạn cũng có thể đọc được, nhưng có những trường hợp nó không theo quy tắc. Lần trước CC nói rồi, có những trường hợp nó chả đọc theo ôn, nó chả đọc theo cưng. Đó, và thường khi mà các bạn đã làm quen rồi, các bạn nhìn nhiều cái chữ, ví dụ như kiểu chữ này là chữ thư đúng không? Các bạn học nhiều, các bạn gặp nhiều những cái chữ mà nó liên quan đến chữ thư này, nó đều đọc là sộ. Thì sau này các bạn gặp cái từ liên quan, bạn cũng sẽ biết là à, thường nó sẽ đọc là sộ. Nó sẽ kiểu như thế. Thì nó sẽ như nhau hết cả thôi mà. Khi bạn dùng nhiều thì bạn sẽ ngộ ra là tại sao nó hay như thế. Đấy, kiểu như vậy. Mỗi người có một cách học khác nhau. Thì CC học theo cái kiểu này, học đến đâu xào luôn đến đấy. Rồi tiếp chúng ta có gì ạ? Di sộ từ điển. Đây, di sộ cũng ở trong từ vựng bài 3 thì phải. Từ điển, đấy chúng ta học rồi đúng không? Từ và thư đây, di sộ từ điển. Rồi tiếp theo chúng ta có gì? Kyo ka sộ. Đó, giáo khoa thư. Đó, cái này thì các bạn chưa học từ này này. Nhưng mà các bạn học cái từ osiemasu, từ dạy đúng không? Trong bài 7 có động từ osiemasu, đó cũng là cái từ giáo này, giáo trong giáo dục này. Đó, thì chúng ta có gì? Kyo ka sộ. Được chưa? Sách giáo khoa. Tiếp theo chúng ta có gì? Doku sộ. Đọc sách. Đây vừa chúng ta vừa thấy xuất hiện ở đây đây, doku sộ đây. Đọc thư đây. Đọc sách. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp theo chúng ta có gì? Sodo. Chữ thư và chữ đạo. Được chưa ạ? Sodo hay còn gọi là thư pháp đây mọi người. Đạo này trong sau này các bạn sẽ học có rất nhiều cái gì. Ví dụ judo này, đấy, hoặc là cha đô trà đạo này, hay là cái gì đạo nữa nhỉ? Nói chung là những cái môn phái của Nhật ấy, người ta hay chia vào đạo 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 ấy, thư đạo, trà đạo, rồi judo, rồi các cái taekwondo hay là linh tinh đấy, hay là kendo kiếm đạo đấy. Thì cứ thấy cái chữ đạo này là các bạn sẽ nhận ra. Được chưa? Thì nó đã là đạo rồi mà đứng đằng sau thì nó cứ đọc là đô thôi. Tôi chả cần biết nó là ôn hay cưng, nhưng mà tôi thấy tôi học nhiều chữ kendo rồi gì ạ? Sodo rồi những cái từ liên quan đến đô nó đều là đô, thì tôi sẽ nhìn phát tôi nhận ra thằng này chỉ có đọc là đô thôi, chứ tôi chả cần biết nó là ôn hay cưng là gì. Lúc đấy tôi cũng chả nói với ông Nhật nó đọc là ôn hay đọc là cưng, ông Nhật ông cũng chả nói với bạn đâu. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có gì? Địa chỉ người nhận thư, chúng ta có katagaki. Được chưa? Katagaki. Thì các bạn nhớ sensei này, chữ này là chữ thư. Được chưa? Thư trong viết đấy, thường xuất hiện trong động từ kakimasu. Được chưa nhỉ? Và chia sang thể dự là kaku. Thì các bạn lưu ý sensei chữ thư này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ thư. Cách viết chữ thư thì nó hơi lòng ngòng một chút. Đó, bạn nào viết được chữ thì đấy là một cái điều rất là hoan nghênh. Còn bạn nào mà không viết được thì nhớ được chữ là được rồi nhá, không nhất thiết phải viết được chữ đâu. Được chưa? Nét thứ nhất. Được chưa? Nét thứ hai, được chưa? Nét thứ ba, đó. Nét thứ tư và nét thứ năm. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới là nét thứ sáu. Được chưa nhỉ? Và bên dưới thì chúng ta viết giống chữ Nhật thôi. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba và nét thứ tư. Đó, ra chữ thư. Tôi đang viết bằng bút bi nên là nó cứ bị trơn trơn, nó không được đẹp cho lắm. Nói chung là chữ ở trên C nó cũng không đẹp nên các bạn thông cảm. Viết lại nha, nét thứ nhất này, thứ hai này, được chưa? Thứ ba này, thứ tư, thứ năm này, thứ sáu này, được chưa? Thứ 7, thứ 8 này, thứ 9, thứ 10. Đó, thì chúng ta sẽ xong chữ thư. Em không xem được mấy video của bài cũ. CC mấy hôm nay cái kênh đấy nó đang bị lỗi, CC đang khắc phục đấy. Nó được gần hết rồi mà. CC gửi lại trên nhóm ở đây. Mọi người lưu ý CC nhé. Nhóm thì cũng chả có gì đặc biệt đâu. Nó chỉ là gì ạ? Thông báo lịch like, đăng lại các nội dung đã like và thông báo bài tập ở trên đấy thôi mọi người nhé.
Đó. Còn nếu như các bạn không muốn vào nhóm mà không muốn xem lại clip thì không vấn đề gì cả. Còn nếu các bạn muốn hỗ trợ thêm cho việc học thì bạn có thể vào nhóm. Không thì các bạn follow kênh, mỗi lần tôi like là tự nó nhảy thông báo thôi mà. Thế thôi. Ok, sơ nào. Thì hôm nay chúng ta đã kết thúc 8 từ nhá, của bài 8 mọi người nhá. Liyu sensei, đây là chữ hưu này, đứng một mình không có nghĩa này, phải ghép với hiragana hoặc kanji còn lại này. Thường tức xuất hiện trong động từ gì? Yasumimasu, nghỉ. Được chưa ạ? Đó, tiếp theo chúng ta có chữ gì? Chữ tẩu. Tẩu trong tẩu tán, tẩu trong tẩu thoát. Đứng một mình không có nghĩa, phải đi với gì? Hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Và thường xuất hiện trong động từ gì ạ? Hasirimasu. Được chưa nhỉ? Tiếp chúng ta có chữ gì? Chữ khởi. Khởi trong khởi xướng, khởi nghiệp, khởi đầu. Được chưa nhỉ? Và thường xuất hiện trong động từ gì? Okimasu, thức dậy. Được chưa ạ? Tiếp chúng ta có chữ gì? Chữ bối. Đó, bối là ngao xó khuyến. Được chưa nhỉ? Nói chung, những con liên quan đến họ, ngao xó khuyến nói chung. Và đứng một mình nó có nghĩa, nó được gọi là kai, mọi người nhá, kai. Được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta có chữ gì? Chữ mãi. Mãi trong mùa. Được chưa ạ? Mãi trong mùa. Đứng một mình không có nghĩa, phải ghép với hiragana hoặc kanji còn lại. Và động từ thường gặp là gì ạ? Kaimasu, mua nhé mọi người nhé. Kaimasu hay là kaimono, mua sắm. Được chưa nhỉ? Tiếp chúng ta đến với chữ gì? Chữ mại. Mại trong thương mại, mại trong bán. Được chưa ạ? Đó, thì chúng ta sẽ có gì ạ? Urimasu, động từ urimasu. Đứng một mình thì nó không có nghĩa mà nó phải ghép với hiragana còn lại. Được chưa nhỉ? Động từ thường gặp là gì? Urimasu. Còn hai cái thằng mãi mãi này ghép với nhau thì nó sẽ đọc là bye bye. Được chưa? Bye bye. Bye bye. Nghe dễ nhớ nhỉ? Bye bye đấy, mãi mãi đấy. Và tiếp theo thì chúng ta có chữ gì? Chữ độc. Được chưa? Độc trong độc giả, độc trong đọc. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta có chữ ngôn ghép với chữ gì? Chữ mãi đây. Được chưa? Thì nó sẽ trở thành chữ độc. Đứng một mình nó cũng không có nghĩa nhá mọi người nhá. Và thường nó xuất hiện trong động từ gì ạ? Yomimasu, đọc. Các bạn lưu ý xem xe nhá. Và cuối cùng thì chúng ta có chữ thư. Được chưa? Thư đứng một mình cũng không có nghĩa và thường xuất hiện trong động từ kakimasu là viết, hoặc là gì ạ? Tosokan, thư viện, hoặc là gì ạ? Jisho, từ điển. Được chưa nhỉ? Đó, thì đây là 8 từ mà hôm nay chúng ta đã học nhá. Quyển này bao nhiêu bài với sensei? Hình như là 32 bài. Nó có 512 từ nhá mọi người nhá. Nó sẽ bao gồm kanji của N5 và N4. Thường thì các bạn cứ cày nát cái quyển này là các bạn thi được N4 rồi. Đó, bởi vì là những cái chữ kanji ở đây thường nó sẽ xuất hiện chủ yếu trong hai giáo trình Minano Nihongo 1 và Minano Nihongo 2. Đó, thì là hầu như những cái chữ cơ bản thì nó đều xuất hiện ở đây. Và những cái từ vựng liên quan đến các từ kanji nó cũng đều xuất hiện trong hai giáo trình đấy. Nên là sensei rất thích học cái giáo trình này, bởi vì nó thiết thực. Chứ sensei không học theo bộ. Ví dụ các bạn học bộ thủ, bộ nọ, bộ kia, sau cuối cùng học dãi dài chả nhớ cái gì, cuối cùng nó cũng chả áp dụng được mấy. Thì đến lúc bạn học rất mất rất nhiều thời gian, nhưng mà kanji của N5 là 4 bạn cũng chả biết được mấy. Vì thường học theo bộ là nó sẽ xào nấu, tức là cũng là bộ thủ, nhưng mà các từ vựng liên quan đến bộ thủ nó sẽ có cả từ N5, N4, N3, N2, N1. Tức là bạn đang còn rất là yếu, nhưng mà bạn phải học những cái từ mà bây giờ bạn chưa được tiếp xúc. Thì thành ra bạn học mà không được áp dụng thì nó sẽ hơi phí. Nên là sensei không học theo bộ, sensei học theo giáo trình này nó sẽ sát hơn. Nên là sensei like theo giáo trình này. Rồi ok, vậy là chúng ta đã xong nội dung ngày hôm nay nhé mọi người nhá. Và sensei sẽ chuẩn bị tắt like đây. Dành ra 30 giây để cho những bạn nào lần đầu tiên vào like của sensei mà muốn vào nhóm học cùng mọi người có thể kết bạn giá lầu sensei xuống này nhá. Và nhắn tin cho sensei là sensei hỗ trợ em vào nhóm, thì sensei sẽ add các bạn vào nhóm. Nhóm có thông báo lịch like, đăng lại các clip đã like và thông báo bài tập trên đấy nhé mọi người nhá. Đó, thì sensei không hạnh sensei like vào giờ nào vậy? Thường like 8 giờ tối Việt Nam mọi người nhá. Trừ những cái hôm mà sensei bận đi chơi hoặc có việc đột xuất thì sensei không like được. Còn sensei sẽ ưu tiên là like tất cả các ngày trong tuần. Được chưa ạ? Và sensei like theo lộ trình, like cả từ vựng và ngữ pháp nữa, lồng ghép với kanji, chứ không phải là like mỗi kanji đâu mọi người nhá. Thì hiện tại ngữ pháp sensei đang like đến sóc bài 7 rồi, chuẩn bị like đến từ vựng bài 8 và lên ngữ pháp bài 8. Nên là các bạn đang học với sensei là học theo lộ trình, chứ không phải là học nay nội dung nọ mai học nội dung kia. Và trong đấy có hệ thống clip like từ bảng chữ cái like lên rồi, thì các bạn có thể tham khảo để ôn tập lại nhé mọi người nhé. Rồi cho em học với, bạn nào muốn học thì cứ làm theo hướng dẫn nhé. Đây, kết bạn giá lồ đây, hoặc follow kênh ấn 2 lần phần thông tin kênh, sẽ có đường link tại tiểu sử nhé mọi người nha. CC chuẩn bị nghỉ đây. Bye bye mọi người. Ngày mai thì chắc là sẽ là luyện tập ngữ pháp 77 nhé mọi người nhé. Xong luyện tập ngữ pháp 77 thì chúng ta sẽ học từ vựng 78. Bye bye mọi người. Oyasumi nasai. Mata.